Thưa quý vị, bệnh tiểu đường có thể hiểu đơn giản là việc lượng đường trong máu vượt trên mức bình thường. Bệnh này phát sinh là do tuyến tụy không sản xuất được insulin, sản xuất không đủ, hoặc sản xuất ra nhưng bị kháng và không sử dụng được. Chính vì vậy nên lượng đường trong máu không được chuyển hóa để nuôi cơ thể. Điều đó dẫn đến cơ thể bị giảm năng lượng, mệt mỏi và đường trong máu thì cao, và cao đến một mức nào đó thì sẽ dương tính đường trong nước tiểu. Việc để lượng đường trong máu cao trong một thời gian dài dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như biến chứng suy thận, loét bàn chân, mờ mắt. Hiện nay, phương pháp phổ biến là sử dụng tây dược uống mỗi ngày để giúp làm giảm lượng đường trong máu để ngừa biến chứng do đường huyết tăng cao. Không chỉ tiểu đường mà các bệnh khác nói chung, tây y có tác dụng rất tốt trong các trường hợp cấp tính. Một số bệnh nhân chia sẻ khi vừa mới phát hiện bị tiểu đường thì đường huyết ở mức khá cao, từ 15 đến 20 mmol một lít, thì lúc này nên dùng tây y trước để hạ đường huyết nhanh, thậm chí nên nhập viện chứ không nên chủ quan. Các nhóm tây dược hỗ trợ điều trị tiểu đường thường bao gồm các loại như kích thích tiết hoặc làm tăng độ nhạy insulin, ức chế hấp thu gluco ở ruột, tăng sinh gluco ở gan, tăng giảm cảm giác thèm ăn, giảm cảm giác thèm ăn, giảm kháng insulin ở gan và cơ. Tuy nhiên, thuốc tây tác dụng nhanh nhưng khi ngưng thì mất tác dụng cũng nhanh và chủ yếu tác dụng tốt trong thời gian đầu. Điều quan trọng là khi càng sử dụng, theo thời gian sẽ bị lờn thuốc. Với liều lượng ngày càng tăng, đến một lúc nào đó, thuốc bắt đầu trở nên vô hiệu và còn gây ra nhiều tác dụng phụ như làm đau dạ dày, làm thận suy yếu, dẫn đến khả năng suy thận về sau. Và khi mất tác dụng hoặc tác dụng giảm dần thì đường huyết bắt đầu trồi sụt lên xuống, tuyến tụy suy yếu dần. Đây cũng là lúc bắt đầu xuất hiện các biến chứng tiểu đường. Cũng không ít người dùng kết hợp với phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng hiệu quả. Nếu may mắn thì cũng có kết quả, còn nếu chẳng may xảy ra tác dụng phụ ngoài ý muốn. Bên cạnh sử dụng tây y, một phương pháp điều trị tích cực bệnh tiểu đường là điều trị bằng y học cổ truyền. Dựa trên phương pháp dùng thuốc đông dược, các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược và các thiết bị máy móc hỗ trợ điều trị. Hiện nay, nhiều bệnh nhân e ngại việc sử dụng thuốc tây lâu dài sẽ sinh ra nhiều tác dụng phụ, cho nên tìm đến phương pháp điều trị bằng đông y. Hiện tại, Bệnh viện Y học cổ truyền của tỉnh hàng ngày có khoảng 300 bệnh nhân đến khám điều trị nội trú, ngoại trú bằng phương pháp y học cổ truyền. Trong đó cũng có tỷ lệ khá cao người cao niên đến khám điều trị bệnh cao đường huyết và các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Tôi bị thấp khớp, rồi tiểu đường, rồi rối loạn tuần hoàn não, rồi tim mạch, dạ dày, nói chung là nhiều bệnh lắm. Cái bữa vào đây là phải ngồi xe lăn, nhưng mà hôm nay thì đi tập tễnh được rồi. Còn năm nay là 77 tuổi rồi, muốn cho nó sức khỏe, cho nó ổn định để về với con cái. Còn về vấn đề mà gọi là kết hợp trong điều trị bệnh tiểu đường thì hiện tại bệnh viện chúng tôi là có hai phương pháp lớn. Một là dùng thuốc, cho nên mà với thuốc thành phẩm là chúng tôi là sản xuất tiện gọn, tức là cái dạng là thuốc viên, cho nên bà con là cứ đến là mua về thì dùng. Còn những trường hợp nào mà không có là sử dụng thuốc viên thì chúng tôi cho là thuốc thang. Đó là đối với những trường hợp gọi là tiểu đường chưa có biến chứng. Còn tiểu đường có biến chứng như tỷ tôi nói là như là suy tim mạch chi nè, rồi các cái biến chứng về mắt, về thận, rồi chúng ta rối loạn thần kinh ngoại biên, thì ở đây chúng tôi có cái loại gọi là phương pháp không dùng thuốc. Phương pháp dùng thuốc thì rất nhiều cái phương pháp, máy móc thì rất là đa dạng. Kể cả ở đây chúng tôi có những cái máy là xét nghiệm về đường, kể cả tức là máy kiểm tra về tác dụng của thuốc. Cho nên là bà con cứ đến đây rồi có bác sĩ khám sẽ chỉ định. Hiện nay, ngoài Bệnh viện Y học cổ truyền của tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở áp dụng điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền, bào chế buôn bán với nhiều loại đông dược, thực phẩm chức năng, trong đó nhiều loại hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Dược sĩ Trương Quốc Phụng, chủ một cơ sở dược phẩm ở phường 7, thành phố Tân An cho biết, nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường mà có lẽ hầu hết mọi người đều biết là do tuyến tụy không sản xuất được insulin, hoặc sản xuất được nhưng không đủ, hoặc không có chất lượng nên khi bị kháng insulin từ đó sinh ra tiểu đường. Nhưng hầu hết mọi người chỉ đi tìm cách giải quyết phần ngọn là làm giảm lượng đường trong máu để tránh biến chứng. Còn cách hỗ trợ điều trị từ gốc đó là cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho tuyến tụy, giúp nó có thể làm việc tốt hơn, cải thiện chức năng gan thận nhằm giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tự nhiên và kết hợp cải thiện chế độ ăn uống. Bởi vì chế độ ăn uống góp phần lớn trong việc gây ra bệnh tiểu đường.
Y học cổ truyền hay còn gọi là đông y qua hàng ngàn năm kinh nghiệm và các lý luận đúc kết từ thực tiễn đã tạo ra một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả cho nhiều bệnh nhân. Phương pháp này dựa trên cơ chế bồi bổ nhằm phục hồi dần tuyến tụy, giúp bệnh nhân có thể ổn định đường huyết lâu dài theo thời gian, không phụ thuộc vào thuốc. Ngoài các loại đông dược thì thực phẩm chức năng cũng tham gia trong quá trình này. Dược sĩ Phùng cũng cho biết đối với các loại thuốc đông dược hay các dạng bào chế thực phẩm chức năng, điều quan trọng để chúng có công dụng, chất lượng điều trị bệnh là phải đặc biệt chú trọng đến nguồn nguyên liệu thảo dược trong bào chế. Từ một bài thuốc gia truyền của một người thầy, cơ sở đã bào chế dưới dạng một loại thực phẩm chức năng hỗ trợ trong điều trị bệnh tiểu đường. Hiện sản phẩm của cơ sở đã có mặt tại nhiều hiệu thuốc tây trong tỉnh và tại quầy thuốc của Bệnh viện Y học Cổ truyền của tỉnh. Đối với bệnh tiểu đường này á, thì thời gian là phải dùng thuốc tây rồi đó, không có thể nào mà không dùng được. Dùng trong một thời gian lâu dài thì mình uống kèm với cái đông y á, thực phẩm chức năng hoặc thuốc đông y của y sư á, cái tiểu đường này thì tôi mới uống đây nè, thì tôi thấy rằng trong bản thân tôi là tôi thấy đường huyết nó không có tăng, tôi thấy là một điều đó rất là tốt đó, không có tăng nữa. Thì nhưng mà không phải là uống cái này không mà bỏ thuốc tây, là tôi có giảm thuốc tiểu đường của thuốc tây y có giảm. Thì về mặt kinh tế thì tôi thấy là uống thuốc này thì nó cũng không mắc tiền lắm. Cái thứ hai nữa thì cái uống nó ổn định như vậy thì cái sức khỏe đường nó không tăng nữa, thì là con trong cơ thể con người nó rất là khỏe. Thuốc về đông dược về cây cỏ đó thì cái nguồn nguyên dược liệu nó rất là quan trọng. Thì công ty Hiệp Đồng Phát á, mua từ những công ty dược liệu có đạt chất lượng, có kiểm nghiệm về hoạt chất để đem về sản xuất ra những sản phẩm giống như là cái sản phẩm hai đường huyết y sư, là một sản phẩm nó góp phần trong vấn đề điều trị, hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Qua 4 tháng điều trị được lưu hành thị trường thì là có rất nhiều bệnh nhân khi mà ở đường huyết rất cao, kiểm soát bằng quả dược rất khó. Khi dùng khoảng 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi thì bệnh nhân cái đường huyết sẽ ổn định và thấp và không có tăng đột biến như là lúc trước. Đó là niềm vui của bản thân tôi và tập thể nhân viên công ty Hiệp Đồng Phát. Với chủ trương khuyến khích của nhà nước về phát triển nền y học dân tộc song song với tây y trong điều trị bệnh, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đông dược và thực phẩm chức năng được bào chế dưới dạng đông dược trong nước và ngoại nhập được bày bán. Người bệnh có nhu cầu cũng khó có thể nhận biết được chính xác về chất lượng của nó. Vấn đề đặt ra là ngành chức năng cần tạo điều kiện cho các cơ sở bào chế đông dược điều trị bệnh bằng y học cổ truyền hoạt động đúng chức năng, từng bước phát triển quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, ngành chức năng cũng tăng cường công tác quản lý, loại bỏ những chế phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tạo điều kiện để những loại thuốc hay thực phẩm chức năng được bào chế dưới dạng đông dược có chất lượng được lưu hành trên thị trường, hỗ trợ trong điều trị các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường cho người dân có nhu cầu sử dụng. Vấn đề mà gọi là kết hợp điều trị cái đông y với lại tây y thì hiện tại là cái vị trí của đông y thì nó là được là xác định trên cơ sở khoa học, phát huy phát triển y học cổ truyền trong điều trị các bệnh mãn tính rất là hiệu quả, trong đó có vấn đề tiểu đường. Chủ trương nghị quyết của đảng về vấn đề y học cổ truyền, kể cả bản thân chúng tôi làm công tác y học cổ truyền thì xác định là giai trò y học cổ truyền là một nền y học dân tộc mà đại chúng trên cơ sở sau này sẽ hiện đại, phục vụ tốt sức khỏe cho người dân. Nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiểu đường là do chế độ ăn uống không hợp lý và tình trạng ít vận động dẫn đến thừa cân béo phì. Chính vì vậy, để phòng tránh bệnh tiểu đường cần phải điều chỉnh chính từ thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và vận động của cơ thể. Vì tiểu đường là loại bệnh mãn tính, các biến chứng của bệnh tiểu đường rất nguy hiểm, hơn nữa tiểu đường chưa có thuốc đặc trị khỏi bệnh. Hiện nay hỗ trợ trong điều trị bệnh tiểu đường cũng được xem là một giải pháp tích cực. Tuy nhiên, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.